Tổng Trọng khởi xướng, Tô Lâm tiếp bước, biến đảng thành bãi chiến trường. Vào ngày 28 tháng 8, Quốc hội họp kỳ họp bất thường lần thứ 8, trong khi chỉ mới có 9 kỳ họp chính thức. Ở kỳ họp này cũng như những kỳ họp bất thường trước đó, chủ yếu là để Quốc hội thông qua những nội dung mà Trung ương Đảng đã quyết định trước đây. Mâm quyền lực sau khi Tô Lâm lên ngôi có nhiều xáo trộn vào các kỳ họp bất thường, vì thế cũng dày hơn. Từ nay đến đại hội lần thứ 14 chỉ còn hơn một năm nữa, chắc chắn còn thêm nhiều kỳ họp bất thường nữa vì cuộc đấu tại cung đình Việt Nam vẫn chưa đến hồi kết thúc. Ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức Tổng Bí thư gần 3 nhiệm kỳ và cứ nhiệm kỳ sau thì lại đánh nhau dữ dội hơn nhiệm kỳ trước. Ở nhiệm kỳ đầu, ông Trọng chủ yếu tìm lại sức mạnh cho vị trí Tổng Bí thư vốn đã bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấn át trước đó. Sau khi thành công, ông lại thừa thắng xông lên, lập nên cái lò nổi tiếng để đánh những cá nhân và các nhóm không chịu thuần phục ông. Lò cháy ngày một mạnh và sang đến nhiệm kỳ thứ 3 của ông thì lò đã mất kiểm soát. Lúc này lò của ông đã quay lại đốt cháy cả cột nhà ông, khiến cho đảng trở nên loạn hơn bao giờ hết. Lá bài chống tham nhũng không có vùng cấm đã được Tô Lâm tiếp bước ông Trọng sử dụng. Khi Tô Lâm chiếm được cái lò của ông Trọng, Tô Lâm cho đốt luôn vùng cấm của ông Trọng, khiến cho Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đột nhiên ngã ngựa. Có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không khác gì bãi chiến trường. Liên tục đánh nhau và liên tục tổ chức các cuộc họp bất thường để chia chác lại thành quả các trận đánh. Cũng nhờ đánh nhau mà thế lực Hưng Yên với nòng cốt là Bộ Công an mới có thể ngoi lên thành thế lực mạnh nhất trong đảng. Và chắc chắn điều này sẽ tạo lên tiền lệ cho luật chơi trong đảng về sau. Bất kỳ thế lực nào muốn trở nên hùng mạnh thì phải đè bẹp các thế lực khác có khả năng cạnh tranh. Luật chơi này do nhóm Hưng Yên dẫn dắt và thực hiện, rồi nó sẽ trở thành luật bất thành văn trong đảng. Luật mạnh thắng yếu thua do Tổng Trọng đặt nền móng và Tô Lâm kế thừa. Không những thế, Tô Lâm còn phát triển luật này lên tầm cao mới, với những quyết định trắng trợn hơn, bất chấp hơn khi mà ông đè đầu cưỡi cổ cả bộ chính trị. Hiện nay nhóm Hưng Yên đang có sức mạnh vô đối. Nếu có một nhóm nào đó ngoi lên muốn chuất phế nhóm Hưng Yên thì cuộc chiến quyết liệt mới nổ ra, và khi đó chiến trường sẽ càng trở nên hỗn loạn. Mặt khác, cho dù nhóm Hưng Yên không bị cạnh tranh, nhưng nếu muốn giữ vị thế độc tôn thì họ cũng phải thường xuyên làm cỏ phần còn lại. Quốc hội khóa 15 đã họp bất thường đến 8 kỳ, nhưng không có một kỳ nào họp bàn về những vấn đề vấn nạn quốc gia, về an sinh xã hội cho 100 triệu người dân. Quốc hội liên tục họp bất thường nhưng kinh tế đất nước chẳng hề được cải thiện, quan hệ ngoại giao cũng không thay đổi. Tất cả nội lực trong đảng chỉ để dành cho việc đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau. Một đảng như thế thì làm sao đủ tư cách lãnh đạo đất nước cho được. Tuy nhiên, vì độc quyền cai trị nên đảng vẫn nắm quyền. Đây là bất hạnh lớn cho đất nước Việt Nam. Lá bài làm sạch trong đảng của ông Trọng đã bị biến tướng, dù hô hào chống tham nhũng từ năm này sang năm khác, dù lò có cháy phừng phừng từ tháng này sang tháng nọ, nhưng tham nhũng đã không giảm, lại còn tăng lên theo cấp số nhân. Quan sau còn tham kinh khủng hơn quan trước. Bòn sức dân để làm giàu và mua chức, mua được vị trí thấp thì lại muốn vị trí cao hơn, nên lại đánh nhau giành chức, giành quyền. Kết quả chỉ có dân là luôn phải chịu thiệt, đất nước bị bòn rút kiệt quệ, chứ đảng không hề sạch hơn. Đấy là cái hại to lớn mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tổng Trọng khởi xướng, Tô Lâm tiếp bước, biến đảng thành bãi chiến trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Còn chấp nhận đánh đổi, Tô Lâm vẫn chưa đạt tới sức mạnh tuyệt đối. Tô Lâm là con người đầy tham vọng. Khi mới lên Chủ tịch nước, Tô Lâm đã tham vọng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Thế rồi Phạm Minh Chính kết thúc tham vọng của Tô Lâm bằng cách đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng, khiến cho Tô Lâm phải vất vả chiến đấu mới chám Lương Tam Quang vào được.
Và hiện nay Tô Lâm vẫn muốn kiêm nhiệm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nhưng liệu ông có hoàn thành tham vọng này hay không? Nếu kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư thì phải chấp nhận sống chung với Lương Cường, một sản phẩm của ông Nguyễn Phú Trọng trong Ban Bí thư. Còn nếu muốn đẩy Lương Cường khỏi Ban Bí thư, Tô Lâm phải hy sinh chức Chủ tịch nước. Rõ ràng, trong hai trường hợp trên, Tô Lâm phải đánh đổi, không thể muốn cả hai mà phải chọn. Được A thì buông B và ngược lại. Khi Tô Lâm bị đẩy vào tình huống như thế, điều đó có nghĩa là sức mạnh của ông vẫn chưa tuyệt đối. Cho Lương Cường về vườn để vừa kiêm nhiệm hai chức vừa chống Ban Bí thư thì khi đó Tô Lâm mới chứng tỏ sức mạnh vô đối của mình. Cho nên Tô Lâm cần củng cố sức mạnh thật vững chắc rồi mới áp dụng mọi biện pháp cần thiết lên phần còn lại và buộc họ phải gật đầu vô điều kiện. Tuy Tô Lâm giành được nhiều thắng lợi quan trọng như đưa Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, đưa Lương Tam Quang cả vào Bộ Chính trị, nhưng đấy chỉ là những trận đấu tranh giành ngã giá rất căng thẳng, chứ không phải dễ dàng mà đạt được. Nếu muốn an toàn trên chiếc ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm cần phải củng cố rất nhiều mới dễ dàng áp dụng luật chơi cho được. Một khi còn vất vả, giành giật thì lúc đó Tô Lâm vẫn còn nguy hiểm, thế lực Hưng Yên vẫn chưa phải là vô đối. Tô Lâm hiện nay đang chứng tỏ là con người toàn tính. Ông ta không còn cho mọi người thấy ông chỉ là tướng võ biển như dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, mà giờ đây ông biết cân nhắc từng nước đi trên bàn cờ chính trị. Việc kéo Trần Lưu Quang về Ban Kinh tế Trung ương là nước cờ có tính toán. Củng cố Ban Bí thư thực sự mạnh là ưu tiên hàng đầu. Một khi trong Ban Bí thư mà có kẻ không nghe lời và có kẻ âm thầm phá hoại kế hoạch của Tô Lâm, thì lúc đó ông làm sao đủ quyền lực để mà áp đặt ý muốn lên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cho được. Hiện nay thế lực Hưng Yên là mạnh nhất nhưng vẫn chưa phải là tuyệt đối. Từ chỗ mạnh nhất đến khi thành thế lực vô đối là một quá trình đầy chông gai chứ không hề dễ dàng. Tô Lâm đang sắp xếp lại Ban Bí thư và tiểu ban nhân sự đại hội. Nếu làm tốt thì đại hội 14 sắp tới sẽ là bước ngoặt để Tô Lâm đẩy nhóm Hưng Yên lên thành nhóm có sức mạnh vô đối. Bằng không thì Hưng Yên sẽ chững lại và các nhóm khác sẽ có cơ hội trỗi dậy. Công thức thành công của Nguyễn Phú Trọng đã rõ ràng. Có thể nói sức mạnh chính trị của ông Tô Lâm trở thành vô đối đã có bản thiết kế. Việc ông Tô Lâm thực hiện bản thiết kế sao cho hoàn tất. Nếu đi nước cờ chính trị nào thiếu cân nhắc thì rất có thể về sau Tô Lâm sẽ nhận hậu quả khôn lường. Bởi Tô Lâm có nhiều kẻ thù hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Nhưng Tô Lâm lại có cái lợi là có công thức sẵn để mà chế biến món, chứ không như ông Trọng phải mất 5 năm đầu đi tìm công thức. Mặc dù vậy, thời ông Trọng đối thủ ít hơn bây giờ. Với ông Trọng, quật ngã Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành thế lực vô đối. Nhưng với Tô Lâm, giờ đây phải đối phó với nhiều thế lực, trong đó có thể kể ra như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa, vân vân. Một đối thủ bao giờ cũng sẽ đối phó hơn nhiều đối thủ, thì mức độ khó hơn gấp bội. Đấy là chưa nói đến khả năng nhiều đối thủ có thể liên minh với nhau lại để mà chống lại phe Hưng Yên của ông Tô Lâm. Bài toán của Tô Lâm có phần dễ hơn ông Nguyễn Phú Trọng và cũng có phần khó hơn. Hãy đợi xem Tô Lâm thực hiện những nước cờ tiếp theo như thế nào. Quý vị và các bạn vừa xem dõi bản tin, còn chấp nhận đánh đổi, Tô Lâm vẫn chưa đạt được sức mạnh tuyệt đối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de